Xin kính chào các bạn. Clip này chúng tôi xin mời các bạn nghe bài viết ở Italy. Chúng tôi đang rất khổ sở. Bài viết của Thùy Linh theo USA Today. Mời các bạn cùng nghe. Sai lầm của Italy là bài học cho các bạn. Dù bạn bao nhiêu tuổi, hãy cách biệt cộng đồng và đừng coi thường COVID-19. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Italy viết: các giường chăm sóc đặc biệt đầy chật người, đủ mọi lứa tuổi, phụ nữ, đàn ông qua đời trong lặng lẽ, thậm chí không kịp nói lời chia tay với người họ yêu thương. Những tang lễ không người thân thích, những đoàn xe tải quân sự vận chuyển thi thể ra khỏi thành phố, bởi nội đô không còn đất để chôn người chết. Những hình ảnh đau lòng này hiện là một phần của cuộc sống hàng ngày ở Italy. Chỉ vài tuần trước, cảnh tượng này, kết quả của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, là điều không ai có thể tưởng tượng sẽ xảy ra ở Italy. Ông Francesco Rodda, Chủ tịch Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Italy, mở đầu bài viết đăng trên tờ USA Today. Ông cho biết: tôi đã cố gắng để lạc quan, tuy nhiên thật khó để giữ được hy vọng khi chứng kiến cộng đồng trên khắp thế giới xem thường loại virus này. Theo ông, ở Italy cũng như nhiều quốc gia khác, mọi người đều thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc phòng bệnh đơn giản nhất, ví dụ như giữ khoảng cách khi ra ngoài công cộng. Ông cũng chứng kiến những tin đồn mang tính phân biệt chủng tộc về loại virus trên mạng xã hội. Thậm chí, có người còn dì tai nhau những thông tin sai lầm rằng đó chỉ là loại cúm mùa, chỉ ảnh hưởng đến người già. Mỗi hành động này đều ảnh hưởng đến mức độ lan truyền của loại virus này. Francesco Rodda nhấn mạnh, các tình nguyện viên địa phương, cộng đồng địa phương, gia đình, nhóm bạn bè và mỗi cá nhân đều có trách nhiệm lớn trong việc ngăn chặn COVID-19. Và đây là thời điểm cần thiết. Hãy tin tôi, hãy nhìn Italy. Các biện pháp thực tế mà ông Francesco Rodda đưa ra bao gồm cách biệt cộng đồng, ứng xử tử tế, chú ý quan tâm tới hàng xóm, giúp đỡ người già hay những người có hệ thống miễn dịch dễ tổn thương. Ở nhà càng nhiều càng tốt, chỉ mua những gì bạn cần, hủy tiệc tùng và rửa tay thường xuyên. Ông khuyên mọi người, cho dù bạn có triệu chứng hay không, hành động của bạn là sự đóng góp quan trọng vào việc hạ thấp đỉnh dịch và giữ cho hàng xóm của bạn sống sót. Cần nhận thức rằng những người trên 65 tuổi không phải là đối tượng duy nhất dễ nhiễm COVID. Hãy làm một phần việc của mình bằng cách giữ gìn sức khỏe để các bệnh viện, bác sĩ và y tá có thể tiếp tục làm công việc cứu người của họ khi thời gian và nguồn lực đang cạn kiệt. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Italy cũng khuyến khích việc hiến máu, giống như thi thoảng rời nhà đến các trung tâm y tế hay cửa hàng tạp hóa. Đi đến nơi hiến máu cũng là việc làm cần thiết. Thiếu máu có thể gây tử vong cho các bệnh nhân cần phẫu thuật, nạn nhân của các tai nạn xe hơi, cũng như các trường hợp khẩn cấp khác, hoặc bệnh nhân ung thư. Một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm để đảm bảo chúng ta không có một cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe nào khác trong đỉnh dịch COVID, chính là truyền máu, không chỉ bây giờ
mà trong suốt đại dịch này. Tại miền Bắc Italy, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, các bệnh viện có rất nhiều người cần điều trị. Ông Rodda đặt câu hỏi: bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu các bác sĩ ở nước bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc đặt nội khí quản cho một người trẻ tuổi hơn hoặc một người lớn tuổi bị huyết áp cao, vì họ không có đủ thiết bị cho tất cả mọi bệnh nhân? Điều này sớm xảy ra ở Italy, một quốc gia vốn có hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, nếu đường cong dịch bệnh không được làm phẳng. Một ngày nào đó, khi dịch bệnh kết thúc, chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau và có thể lại được ôm nhau. Nhưng giờ đây, chúng ta không có thời gian để lãng phí. Ở Italy, chúng tôi đang rất khổ sở. Chúng tôi hiểu rằng COVID-19 là một căn bệnh tàn khốc hơn bất cứ điều gì chúng ta chứng kiến trong lịch sử gần đây. Hãy làm tròn bổn phận của mình để bảo vệ những người dễ bị tổn thương, những người có nguy cơ tiềm ẩn, hệ thống miễn dịch kém và những người thuộc nhóm tuổi có nguy cơ cao. Cần phải làm điều gì đó vì chính mình, vì những người xung quanh bạn và làm ngay bây giờ, ông nói. Thưa các bạn kính quý, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem và lắng nghe clip này. Xin thành thực cảm tạ các bạn chia sẻ clip này cho mọi người cùng nghe để cùng phòng tránh dịch COVID-19. Thân ái kính chào các bạn.